Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 5. Các em thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta tiếp tục cùng làm đề kiểm tra cuối kỳ được trích ở trong cuốn Đề kiểm tra toán 5 học kỳ 2 các em nhé. Video ngày hôm nay thầy trò mình cùng làm đề kiểm tra cuối kỳ số 5. Một lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Chu vi của hình tròn có bán kính 5cm là A. Để tính được chu vi, em cần nắm được công thức. Công thức thì như thế nào các em nhỉ? Chu vi hình tròn C sẽ bằng bán kính nhân 2 nhân 3,14. Hoặc là gì? Hoặc là chu vi sẽ bằng là đường kính D nhân với lại 3,14. Ở trong bài này chúng ta áp dụng công thức là tính theo bán kính, đúng không? Nó sẽ bằng là 5 nhân 2 nhân 3,14. Làm từ trái sang phải thôi các em ạ. 5 x 2 là 10. 10 x 3,14 sẽ bằng là 31,4. Đơn vị là cm. Như vậy câu 1 này chúng ta chọn đáp án A. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 2. Thể tích của hình lập phương có cạnh 8cm là. Muốn tính thể tích của hình lập phương, chúng ta lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Tức là mình sẽ có V sẽ bằng 8 x 8 x 8. Các em thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải thôi. 8 x 8 thì bằng 64. Sau đó các em lại nhân với 8 thì sẽ bằng 512. Đơn vị là cm khối. Chúng ta chọn đáp án D. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 3. Chữ số 5 trong số 123,576 có giá trị là. Thì đứng ở bên phải dấu phẩy, đúng không? Thì nó là các chữ số ở hàng thập phân. Ngay cạnh, ngay bên phải dấu phẩy là số 5. Nó thuộc là 5/10. Chúng ta chọn đáp án A. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 4. Lớp 5C có 15 học sinh nam. Số học sinh nam chiếm 60% số học sinh cả lớp. Lớp 5C có số học sinh là. Thế thì ở đây thầy sẽ viết nháp cho các em. Mình có này. 15 học sinh nam đúng không em? 15 học sinh. Thì ứng với lại gì? À 60% học sinh cả lớp. Tức là 15 bạn sẽ ứng với 60% đúng không? Như vậy thì 1% thì sẽ chúng ta sẽ có này. Ta sẽ lấy 15 chúng ta chia cho 60 đúng không thì sẽ là 1% và cả lớp sẽ là 100%, chúng ta sẽ nhân với lại 100 như thế này. Đúng chưa em? Vậy ta sẽ có phép tính là 15 kem chia 60 thì ra giá trị của 1% kem nhân với 100% đúng không em? Thì ta sẽ ra được là số học sinh cả lớp đó là bằng 25. Như vậy thì trong câu 4 này chúng ta chọn đáp án C. 25 học sinh. Tiếp đến, chúng ta chuyển sang câu trắc nghiệm 5. Nam có một túi kẹo. Nam đã cho bạn 1/4 số kẹo và cho thêm một cái kẹo nữa thì Nam còn 11 cái kẹo. Lúc đầu Nam có số kẹo là. Đấy, với câu trắc nghiệm 5 này thì chúng ta sẽ cùng với thầy lựa chọn hướng nữa là vẽ sơ đồ các em nhé. Vẽ sơ đồ nó sẽ dễ nhìn hơn. Chúng ta quan tâm vào cái phân số 1/4 này các em này. Bây giờ chúng ta sẽ có 4 phần nhé. Chỉ là 4 phần này. 1 2 này 3 phần này 4 phần này. Rồi. Nam đã cho bạn 1/4 số kẹo. Giả sử đây là số kẹo mà Nam cho bạn này, 1/4 số kẹo này. Tiếp đến và cho thêm một cái nữa. À, chúng ta cho thêm một cái nữa vào đây. Chỗ này là 1/4 đúng không em? Và cái đoạn này là, đây là 1/4 số kẹo này. Và cái đoạn ngắn ngắn này các em này, đó chính là một cái kẹo. Thế còn lại là gì? Còn lại 11 cái kẹo. Đây. Là 11 cái kẹo. Thế thì cái đoạn ngắn ngắn này là một cái kẹo đúng không em? Đây này, đoạn này thầy đang đánh màu đỏ này. Cộng với 11 cái kẹo còn lại thì nó sẽ ra mấy phần các em? Nó sẽ ra mấy phần à? 1 phần, 2 phần, 3 phần. Đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có là 11 cộng với 1 là 12 cái kẹo. Thì ứng với
3 phần, đúng không em? Đúng với 3 phần. Như vậy chúng ta sẽ có giá trị 1 phần, ta sẽ lấy 12 chia 3. Đúng chưa em? 12 ở đâu? 12 chính là 1 cộng 11 đấy em. Hay là 11 cộng 1 chính là 12 đấy, đúng không? Ta lấy 12 chia 3 ra giá trị 1 phần đúng không? Như vậy nam của tất cả là 4 phần đúng không em? Nam của tất cả là 4 phần. Như vậy ta sẽ nhân với 4. 12 chia 3 được 4, 4 x 4 bằng 16. 16 cái kẹo các em ạ. Đó, như vậy chúng ta sẽ chọn cho thầy đáp án B. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 6. Đề bài như sau. Hoa đi học từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Thời gian học của Hoa là, ta sẽ lấy thời gian lúc sau trừ đi thời gian lúc trước, đúng không em? 11 giờ 30 trừ đi 7 giờ 30 thì chúng ta còn lại là bằng 4 giờ. Đáp án D. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 7. 95% của một số là 475. Vậy 1/5 của số đó là bao nhiêu? Để làm được câu này thì chúng ta sẽ có hai cách các em ạ. Ít nhất là hai cách. Thầy hướng dẫn các em nhé. Cách số 1. Của cái số giả sử là ô trống chưa biết đúng không em, thì nó sẽ bằng là 475. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là ô trống nhân với lại 95% thì sẽ bằng 475. Được chưa nào? Như vậy thì cái ô trống tức là cái số đó sẽ bằng gì? Bằng 475 kem chia cho 95%. Hay nói cách khác, cái ô trống này sẽ bằng là 475 kem chia cho 0,95. Được chưa nào? Thì em sẽ tìm được ngay cái ô trống này của chúng mình, nó sẽ bằng, em đặt tính ra nhé, đặt tính ra thì em sẽ được kết quả là bằng 500. Như vậy thì 1/5 của số đó, ta sẽ lấy số đó chia 5 đúng không em? 500 chia cho 5 thì ta sẽ được 100. Như vậy câu 7 đáp án C. Đây mới chỉ là cách 1 thôi. Cách số 2 em có thể lựa chọn như sau. Đó là mình sẽ hình dung này, 95% của số đó thì nó là 475. Bây giờ 1/5 của số đó, 1/5 kem đưa về phân, đưa về số tập phân được đúng không? Nó sẽ chính là 0,2. 0,2 chính là 20%, tức là 20% của số đó chúng ta đang cần tìm. Đó, chúng ta đang cần tìm là bao nhiêu chưa biết. Như vậy thì rất đơn giản thôi, thì ta sẽ lấy gì? Ta lấy 475 này, chúng mình chia cho 95 thì sẽ ra giá trị của 1% đúng không? Sau đó mình nhân với 20 thì mình sẽ ra giá trị của 20%. Mình sẽ làm cái phép tính gộp này. 475 chia 95 rồi sau đó nhân 20. Chia 95 em sẽ được là 5, rồi em nhân với lại 20 thì em sẽ được là 100 thôi các em ạ. Đây có hai cách để chúng ta thực hiện câu số 7 này. Tiếp đến là câu 8. Kết quả của phép nhân 2/5 nhân 5/7 là, rất là dễ đúng không em? Sẽ là 2 nhân 5 trên 5 nhân 7 thì 5 với 5 rút gọn được, nó sẽ còn lại là 2/7. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Chúng ta xong phần trắc nghiệm của đề kiểm tra cuối kỳ số 5 rồi. Tiếp theo, hai lớn phần tự luận. Bài 1, đặt tính rồi tính. Trong bài 1 này thầy trò mình sẽ rèn luyện là cộng trừ nhân chia có liên quan đến số thập phân. Cộng trừ, các em nhớ cho thầy là phải đặt thẳng dấu phẩy với nhau. Cộng trừ đặt thẳng phẩy, các em nhớ nhé. Nào chúng ta thực hiện. Cộng thì từ phải sang trái thôi. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8 thì 1 bằng 9, viết 9. Hạ luôn dấu phẩy kiểu quên. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6, viết 6. Kết quả 60,94. Ý B là phép tính trừ cũng đặt thẳng phẩy các em ạ. 16,05 trừ 13,9. Số 9 em thẳng số 0 nhé em nhé. Rồi,
Thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái. 5 thì coi như là trừ cho 0 đúng không? 5 trừ 0 bằng 5. Viết 5. 0 không trừ được 9. Lấy 10 trừ 9 bằng 1. Viết 1 nhớ 1. Hạ luôn dấu phẩy kéo quên. Nhớ 1 vào 3 được 4. 6 trừ 4 bằng 2. Viết 2. 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy kết quả là được 2,15. Tiếp theo. Nhân. Khi nhân thì chúng ta sẽ đặt thẳng các chữ số ở ngoài cùng bên phải. Nhân thì đặt thẳng đuôi các em ạ. 2 thẳng 4 các em ạ. Cộng trừ đặt thẳng phẩy, còn nhân đặt thẳng đuôi các em nhé. Hai mươi lăm phẩy mười hai nhân 6,4. Thực hiện tích riêng thôi các em. Nhân lần lượt từ phải sang trái. 4 × 2 = 8 viết 8. 4 × 4 = 4 viết 4. 4 × 5 = 20 viết 0 nhớ 2. 4 × 2 = 8 theo 2 = 10 viết 10. Tiếp tích riêng tiếp theo. 6 × 2 = 12 viết 2 nhớ 1. 6 × 1 = 6 thêm 1 = 7 viết 7. 6 × 5 = 30 viết 0 nhớ 3. 6 × 2 = 12 thêm 3 là 15 viết 15. Rồi chúng ta hạ kết quả xuống. Tám hạ tám này. 4 + 2 = 6 viết 6. 0 + 7 = 7 viết 7. 0 + 0 = 0 viết 0. 1 + 5 = 6 viết 6. 1 + 1 viết 1. Tiếp theo chúng ta phải điền dấu phẩy và kết quả. Hai thư số này có tất cả 3 chữ số ở phần thập phân. Chúng ta sẽ điền dấu phẩy và kết quả. Tách kết quả tính từ phải sang trái 3 chữ số 1, 2, 3. Kết quả ta được 160,768. Xong phép tính nhân. Tiếp đến là phép tính chia. 104 chia cho 1,3. Và để thực hiện phép chia nó thuận tiện hơn thì việc đầu tiên các em sẽ chuyển thành phép chia cho số tự nhiên. Chúng ta sẽ bỏ dấu phẩy ở số chia đi. Bây giờ ở số chia lúc đầu ấy thì có một chữ số ở phần thập phân thì mình sẽ dịch dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số. Ở đây nó không có phẩy, tức là chúng ta thêm chữ số 0 nữa. Thì nó sẽ là gì? 1040 chia 13 các em ạ. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 104 này chia cho 13 thôi các em. Là 104 này khi các em chia cho 13 thì các em sẽ được bằng 8. Viết 8. 8 x 13 là 104, 104 trừ 104 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 13 được 0, viết 0. 0 x 13 là 0, 0 x 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy kết quả phép chia này là bằng 80. Chúng mình xong bài tự luận 1. Tiếp theo là bài tự luận 2. Đề bài yêu cầu là tìm x biết. Yeah. 1,8 x x bằng 3,75 x 1,2. Việc đầu tiên ấy, thầy cho mình phải làm đó là làm gọn cái phép tính bên phải này các em ạ. Ta viết lại. 1,8 x x sẽ bằng 3,75 các em nhân với 1,2. Các em thực hiện ra ngoài nháp nhé. 3,75 x 12 các em. 1,2. Các em đặt tính đi. Thì ta sẽ được kết quả là bằng 4,5. Bây giờ cái phép tính này thì x đóng vai trò là thừa số chưa biết. Nó sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết. X sẽ bằng 4,5 chia 1,8. Thực hiện phép tính ra ngoài nháp thì các em sẽ được kết quả đó là bằng 2,5. Chuyển sang ý B. Ý B nó phức tạp hơn các em ạ. Thì chúng ta sẽ viết nháp với thầy. Cái biểu thức của chúng mình là nó có dấu ngoặc thì em phải làm trong ngoặc trước. Nó sẽ ra một số đúng không? Còn lại phép chia. Phép chia này thì 178,56 đóng vai trò là số bị chia. Thế cái cụm trong ngoặc này sẽ đóng vai trò là số chia. Và 4,8 đóng vai trò là thương. Như vậy thì chúng ta đang phải tìm số chia chưa biết đã đúng không? Chúng ta sẽ biến đổi tiếp.
40,5 trừ x sẽ bằng số bị chia chia thường 178,56. Các em chia 4,8. Các em thực hiện phép tính chia này ra ngoài nháp. 178,56 này các em đặt tính chia cho 4,8 thì ta sẽ được kết quả là bằng 37,2. Bây giờ quay trở lại với phép trừ này, thì x sẽ đóng vai trò là số trừ chưa biết, nó sẽ bằng gì? Số bị trừ trừ đi hiệu. X sẽ bằng 40,5 trừ đi 37,2. Và chúng ta tự đặt tính ra ngoài nháp sẽ được kết quả là bằng 3,3 các em ạ. Chúng ta đã xong bài tự luận 2. Tiếp đến là bài tự luận 3. Đề bài như sau. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 64 m. Diện tích của thửa ruộng bằng diện tích của mảnh đất hình vuông có cạnh dài 32 m. A. Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang đó. B. Biết rằng hiệu hai đáy của hình thang là 16 m, tính độ dài mỗi cạnh của thửa ruộng hình thang đó. Nào, chúng ta hãy cùng triển khai từng ý một nhé. Thế thì ở đây, việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải nắm cho thầy các công thức liên quan đến diện tích của hình vuông của hình thang các em ạ. Hình vuông, diện tích thì mình có gì nhỉ? S sẽ bằng cạnh nhân cạnh. Hình thang, diện tích nó sẽ bằng là gì? Độ dài hai đáy đúng không? Đáy lớn này cộng với đáy bé. Rồi, rồi sau đó nhân với chiều cao. Và trên 2. Đề bài yêu cầu tính chiều cao nữa thì các em phải lưu ý cho thầy này, cách tính chiều cao như sau. Chiều cao thì nó sẽ bằng là diện tích nhân 2, chúng mình chia cho tổng hai đáy nhé các em. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái ý tưởng này cho các em nhé. Chúng ta sẽ sử dụng đó, chiều cao sẽ bằng diện tích nhân 2 chia tổng hai đáy. Thì bây giờ diện tích hình thang mình chưa có nha, mình phải tính diện tích hình vuông trước đã. À đây rồi, diện tích thửa ruộng bằng diện tích của mảnh đất hình vuông đúng không các em? Nào chúng ta cùng tính nha. Mình có diện tích của mảnh đất hình vuông là 32 m, vậy diện tích sẽ là 32 nhân với lại 32 bằng 1024 kem ạ. Kem tự đặt tính ra nhé. 32 nhân 32 thì sẽ bằng 1024. Đơn vị của chúng mình là mét vuông. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ đi lập luận như sau, mình nói là diện tích của thửa ruộng hình thang bằng diện tích của mảnh đất hình vuông và bằng 1024 m2 các em ạ.
Rồi, chúng mình có gì? Chúng mình có diện tích rồi kìa em ạ. Thế bây giờ để tính chiều cao, em phải có tổng hai đáy. Đề bài cho chúng mình là trung bình cộng của hai đáy thì chúng ta phải tính tổng độ dài hai đáy em ạ. Xong chưa? À, mình có nhá. Tổng độ dài hai đáy của thổ dụng hình thang là tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là, thì chúng ta có gì nhỉ? Ta lấy 64 kem nhân với 2 nhé, thì sẽ bằng 128 đơn vị là mét. Bây giờ ý A, ý A mình sẽ có ngay đó là chiều cao của thửa ruộng hình thang là chúng ta áp dụng công thức này cho thầy là sẽ bằng là diện tích nhân 2 rồi chia tổng hai đáy, tức là 1024 nhân 2 rồi chia cho tổng hai đáy là chia cho 128. Đó thì các em mà thực hiện phép tính nhé. 1024 các em nhân với 2 thì ta sẽ được là 2048, các em chia cho 128 thì ta sẽ được là 16 đơn vị là mét. Đấy, đây là một lựa chọn để các em tính cho thầy là chiều cao. Được chưa? À, một cách khác, nếu các em để ý kỹ cho thầy này, bây giờ thầy viết lại công thức, thầy sẽ chỉ ra cho các em nhé. S sẽ bằng gì? Sẽ bằng đáy lớn cộng đáy bé nhân với chiều cao và chia 2, đúng không? À, nếu các em để ý tinh ra nhé, em để ý kỹ cho thầy này, đáy lớn cộng đáy bé trên 2 thì nó chính là chỗ này chính là gì? À, chính là trung bình cộng của hai đáy, đúng không? Như vậy thì ngoài cách tính ở phía trên thì ta sẽ còn có cách tính chiều cao sẽ bằng gì nhỉ? Chiều cao sẽ bằng, à, chúng mình sẽ lấy diện tích chia cho trung bình cộng của hai đáy. Tức là thay vì phép tính như ở thầy vừa mới làm, chúng ta có thể dùng cái phép tính sau, chúng ta sẽ lấy diện tích là bằng 1024, chúng ta chia trung bình cộng của hai đáy luôn, tức là chia cho 64 luôn các em ạ, thì ta vẫn sẽ được kết quả là bằng 16 đơn vị là mét thôi các em nhé. Đó, đây. Rồi. Chúng ta đã xong ý A rồi. Tiếp theo là ý B. À, biết rằng hiệu hai đáy của hình thang là 16 mét, tính độ dài mỗi cạnh, các em bổ sung giúp thầy ở trong đề bài là tính độ dài mỗi cạnh đáy nhé các em nhé. Được chưa nào? Đây mỗi cạnh đáy. Tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang đó. Chúng ta đã khai thác được thông tin của đề bài là chúng ta biết tổng rồi, biết cả hiệu nữa, thì quay trở về bài toán gì các em nhỉ? Đây, đề bài các em nhé. Đây, thầy lúc nãy thầy các em không nhìn thấy đúng không? Thầy bổ sung đề bài cho em nhé. Biết rằng hiệu hai đáy của hình thang là 16 mét này, tính độ dài của mỗi cạnh đáy của hình thang, của thửa ruộng hình thang đó. Chúng mình đã có tổng rồi, tổng hai đáy rồi, chúng ta có hiệu hai đáy thì đưa về bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, đúng chưa các em? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày tiếp như sau. Ý B. Đáy lớn, đúng không? Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là hay ghi đầy đủ là gì? Độ dài, đúng không nhé? Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là, bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu thôi các em. Chúng ta còn nhớ công thức tính không các em? À, tìm hai số khi biết tổng và hiệu này, bài toán tổng hiệu đó là số lớn sẽ bằng mở ngoặc tổng
cộng hiệu. Đó, tổng cộng hiệu rồi chia 2, đúng không? Thì ra số lớn nhé các em. Thì có số lớn rồi, tính số bé thì như thế nào đây? Thì số bé chúng ta có thể lấy tổng trừ đi số lớn nhé. Hoặc là gì? Hoặc là số bé nó sẽ bằng là số lớn chúng ta trừ đi hiệu. Rồi, chúng ta sẽ đi triển khai thôi. Độ dài đáy lớn chính là số lớn thôi, sẽ là mở ngoặc. Ở đây, tổng hai đáy là 128, vừa mới tính ở phía trên, cộng với hiệu là 16, đóng ngoặc, mình chia cho 2. Các em thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước nhé. 128, các em cộng với 16, các em đặt tính ra sẽ ra 144, sau đó các em chia 2, ta sẽ được là 72. Đơn vị là mét. Và tiếp, độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là thì ta có thể lấy tổng, đúng không? Tổng hai đáy là 128 trừ đi số lớn, tức là trừ đi đáy lớn là 72. Các em thực hiện trừ thôi, ra sẽ được là 56 mét. Xong. Đáp số thôi. Ở ý A, chiều cao là 16 mét này. Ý B, đáy lớn là 72 mét này. Rồi chấm phẩy đáy bé là 56 mét. Như vậy thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 3. Tiếp theo là bài tự luận 4. Đề bài như sau. Tìm hai số tự nhiên, biết rằng số lớn chia cho số bé được thương là 4, số dư là 19. Và hiệu hai số đó là 133. À, câu này nó là một câu thách thức với chúng ta rồi, đúng không? Câu khó các em nhỉ. Nó khó ở chỗ là các em lại có số dư. Nếu như bài toán bình thường nhé, chúng ta tìm hai số khi biết tỷ số, khi biết hiệu và tỷ số thì nó lại trở nên dễ dàng, đúng không? Thế nhưng cái bài toán này mình có thể đưa về dạng bài toán hiệu tỷ được không các em? Các em phải đọc kỹ cho thầy này. Số lớn chia số bé được thương là 4 và dư 19. Thế nếu bây giờ mà thầy giảm cái số lớn 19 đơn vị thì khi đó mình sẽ chia hết được cho số bé, đúng không em? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có một cái ý lập luận như sau. Mình sẽ nói là số lớn chia số bé được thương là 4 và dư 19. Và mình sẽ nói là khi mà chúng ta giảm số lớn 19 đơn vị thì sao nhỉ? À, lúc này thì số lớn, lúc này thì số lớn mới, các em nói cho thầy thì số lớn mới cho thầy đi cho đỡ nhầm, thì số lớn mới, đúng chưa? Nó sẽ gấp số bé mấy lần các em nhỉ? 4 lần. Tức là sẽ gấp 4 lần số bé. Số bé vẫn giữ nguyên, không đổi các em nhé. Chúng ta chỉ có giảm số lớn 19 đơn vị thôi thì mình sẽ được một cái số lớn mới. Nó sẽ gấp 4 lần cái số bé đấy, các em đã hiểu chưa nào? Nó chính là bài toán là số bị chia đấy các em. Được chưa? Số bị chia bớt đi phần số dư thì nó sẽ chia hết cho cái số chia thôi các em. Rồi, thì bây giờ chúng ta có là gì? Theo như đề bài, đúng không? Đề bài chúng ta là hiệu hiệu của số lớn và số bé. Đề bài cho chúng mình là 133. Thế bây giờ chúng ta sẽ tập trung cho thầy là vào số lớn mới và số bé. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có gì? À, như vậy thì chúng ta sẽ có hiệu số lớn mới và số bé là
số lớn mới đây này các em này, được chưa nào? Hoặc em có thể nói là hiệu giữa số lớn mới này và số bé khi số lớn giả định 19 đơn vị là, đúng không các em? Đó. Đây là khi nhé. Số lớn giả 19 đơn vị là. Cái này chúng ta dùng kiến thức của lớp 2, lớp 3 thôi các em ạ. Đây, thầy nói như sau. Cái bài toán là cái phép tính là số bị trừ. Số bị trừ này. À, chúng mình trừ đi số trừ bằng hiệu. Lúc này cái số lớn ban đầu đóng vai trò là số bị trừ, đúng không? Nếu mà giảm số bị trừ 19 đơn vị mà giữ nguyên số trừ thì hiệu nó sẽ giảm đi 19 đơn vị. Các em đã hiểu chưa? Đó. Giảm số bị trừ 19 đơn vị này. Và giữ nguyên, đúng không? Giữ nguyên số trừ thì sao nhỉ? Thì hiệu của chúng mình nó sẽ giảm 19 đơn vị. Các em hiểu chưa? Đấy, bài toán lớp dưới thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có hiệu mới là gì? Ta sẽ lấy 133 trừ đi 19 thì các em sẽ được nó là bao nhiêu? 133 các em trừ 19 thì ta sẽ được kết quả là 114. Như vậy, quay trở lại cái bài toán tìm số lớn mới và tìm số bé. Biết rằng tỷ số là bao nhiêu các em? À, ghi hiệu đã, biết rằng hiệu mới là gì? 114 này. Tỷ số mới là bao nhiêu các em? Nó là 1/4. Tức là số bé đóng vai trò là 1/1. Thế còn số lớn mới đóng vai trò là 4/4. Các em hình dung chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiệu số phần bằng nhau là. Đấy, lại quay trở về bài toán quen thuộc, đúng không các em? Đấy, ở phía trên chúng ta phân tích hai cái lập luận này, này. Sau đó mình sẽ tính hiệu số phần bằng nhau. Thì ta sẽ lấy gì nha? Ta sẽ lấy 4 trừ đi 1 bằng 3/3. Bây giờ mình sẽ có tìm số bé trước các em. Số bé không đổi, ta tìm số bé, chúng ta ưu tiên tìm số bé trước đi nào. Số bé là. Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số, đúng không? Chúng ta sẽ có ngay hiệu là 114 chia cho gì ạ? À, chia cho hiệu số phần là chia cho 3 thì ra giá trị 1/1, đúng không? Số bé chiếm 1/1 thì ta nhân 1. Em đã hiểu chưa nào? Rồi. 114 chia 3 và nhân với 1 thì các em sẽ được kết quả là bằng 38. Xong. Bây giờ tìm số lớn luôn cũng được. Thầy tìm số lớn kiểu gì đây? Theo như đề bài, hiệu hai số đó là 133, chúng ta khai thác chỗ này, đúng không? Thì như vậy thì số lớn nó sẽ bằng số bé cộng với hiệu, đúng không các em? À, nó sẽ bằng là 38 cộng với lại 133 thì các em sẽ ra thôi, nó sẽ bằng là 171. Đấy, dễ dàng rồi đúng không? Đáp số. Số bé này 38. Số lớn 171. À, như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 4, cũng là bài cuối cùng của đề kiểm tra cuối kỳ số 5 rồi các em ạ. Thầy chúc em ôn tập thật tốt nhé. Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.